Sau phần nghe tôi xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ các bác một con lọc khí Daikin 4 chức năng bao gồm cả hút ẩm. Cái mẫu này thì về đến đâu thì bán gần như là đến đấy các bác nhé. Không có nhiều hàng. Nói chung là hàng thì có rất là nhiều, nhưng mà để được những cái con trắng đẹp đều như thế này thì nó không phải là có nhiều. Đấy. Cho nên là hàng này về đến đâu thì là em bán gần như là được ngay. Một con Daikin có 4 chức năng: lọc không khí, bù ẩm, hút ẩm, khử mùi. 4 chức năng trong một máy. Hình thức các bác nhìn trên clip rất là đẹp, trắng đẹp đều. Qua mua một cái máy này thì mình cũng rất là tiện được hai cái máy khác. Bình thường thì phải mua máy hút ẩm, máy lọc khí, nhưng mà ở đây thì mình làm một con này thôi là mình có thể là có đủ cho một phòng rồi. Con này thì có đây ba chế độ, đây là lọc khí này, bù ẩm này, hút ẩm này. Đặc biệt là chế độ này, chế độ dò tìm tự động, nếu độ ẩm cao thì máy hút, độ ẩm thấp thì máy bù, mà độ ẩm trung bình thì là máy lọc khí. Ba cái hàng này là ba cái chế độ của lọc khí, bù ẩm, hút ẩm, hẹn giờ, đạp gió, rất dễ sử dụng thôi. Bên này cảm biến bụi mùi, báo 100% độ ẩm. Hình thức đằng sau cũng rất là đẹp quá nha. ACZ 65M. Một con máy hình thức rất là xuất sắc, đẹp. Bên trong này khu vực là màng lọc tĩnh điện này. Tĩnh điện quá nha. Màng trong màng vải em đã thay mới rồi. Các bác thì về dùng vài tháng sau nó bẩn thì các bác thay. Màng đấy nó cũng rất rẻ thôi, 100.000 một chiếc, vài tháng thay một lần. Cái máy này thì lên sóng nó rất là nhiều rồi. Bây giờ chỉ có quay để chủ yếu quảng cáo là có máy thôi. Các bác nào thì phù hợp cái nhu cầu là các bác mua. Các bác lưu ý là máy này nó chạy điện 100V nhé. Đấy. Chạy điện 100V chứ không lắp được biến áp như các cái dòng lọc khí bình thường đâu ạ. Đây là bình nước này, vừa bù ẩm vừa hút ẩm luôn. Đấy. Bình nước các bác nhé. Đấy, theo nguồn nước. Khi hút ẩm thì nước nó sẽ vào đây, mà bù ẩm thì lấy nước ở đây bù ra. Con này em bán là 4.3 triệu, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đủ nguồn. Bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Ship hàng toàn quốc. Chào các bác.